Thưa cùng với toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 16 tháng 11 năm Kỷ Hợi, tại chùa Phước Linh ở tỉnh Cà Mau, chúng ta có cơ hội gặp nhau. Thưa đại chúng, ngày hôm qua trời Việt Nam rất là đẹp, nhưng mà vào buổi tối thì bão đến với Việt Nam ở diện rộng. Tuy không có gây tan tóc, không có gió lốc, cũng không hề có sấm sét, nhưng mà hầu như là 60 năm chúng ta mới có một cái cơn bão lớn như vậy. Các vị biết bão gì không? Bão gì? Hôm qua bão SEA Games. Hôm qua Việt Nam vô địch. Thưa với các vị, 60 năm rồi, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá chúng ta mới được cái huy chương vàng. SEA Games tổ chức đến nay là 30 lần. Thái Lan, anh bạn của chúng ta, 16 lần giành huy chương vàng. Malaysia thì 6 lần, Myanmar thì 4 lần, Indo 2 lần. Việt Nam chưa có lần nào. Cố gắng rất là nhiều, cứ hễ vô chung kết là bị được huy chương bạc thôi. Họ huy chương đồng thôi, chưa bao giờ được huy chương vàng. Ngày hôm qua, đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng về cho cả đất nước chúng ta. Cho nên bão diện rộng, bão lớn thiệt lớn. Xin để chúng cho một tràng pháo tay gửi tặng đến ông Bắc Hân Seo, cũng như gửi tặng cho đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam, cũng như đội tuyển nữ của Việt Nam. Năm nay là lịch sử đầu tiên bóng đá nữ, bóng đá nam giành huy chương vàng hết. Chúng ta thấy bóng đá Việt Nam khởi sắc từ thời ông Bắc Hân Seo. Thưa với đại chúng, hôm qua mình về tới Cà Mau là lúc đó bão, xe đi không được, kẹt đường luôn. Thông thường mình đi xe mà có việc gấp thì kẹt đường mình cảm thấy rất là lo, rất khó chịu, rất bất an. Nhưng tới hôm qua kẹt đường, xe đứng yên không chạy được, lòng vui, không có gì bất an, không có gì lo lắng. Lâu lâu cũng bấm cái kính xe xuống rồi Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, cũng la cùng với người ta đó. Và thưa rằng mấy anh cảnh sát giao thông ở Cà Mau rất dễ thương. Khi thấy xe của mình đứng yên không chạy được thì mấy anh mới ra dẹp đường cho mình đi, dễ thương hết sức. Cho nên đừng có nói cảnh sát giao thông khó thương nha, người ta dễ thương đúng không? Đây là mình nói nhỏ xí nghe. Mình về tới Bạc Liêu là bụng nó đói rồi, cho nên ghé vô cái quán chay ăn. Vừa ăn tô hủ tiếu xong là bóng đá tới. Tới giờ đã bóng đá tới thì thưa với đại chúng là mình ăn xong tô hủ tiếu thì mình ngồi, mình xin chủ quán: con ơi cho thầy ngồi coi bóng đá ké hàng tí nghe. Chủ quán cho ngồi coi xong, chú thưa rằng tôi nói với chủ quán: coi thì coi, có mấy thầy ngồi im lặng á, nó vô cũng đừng có la. Tới khi vô tôi mừng quá, tôi la lớn hơn người ta luôn. Hết hiệp một là mình lên xe mình chạy. Mình chạy xe cái có cái anh chàng quay phim nè, anh đi theo, anh lấy điện thoại nhỏ anh coi. Anh coi anh la lên: vô nữa thầy ơi. Mình đang lấy xe mình buông tay, mình vỗ tay luôn, cái mình mới giật mình: ơi chết, cái này nguy hiểm quá. Bóng đá nó đã vô mình mà buông tay thì mình cũng vô hồn. Thưa đại chúng, đó là mình nói để chia sẻ niềm vui với tinh thần của bóng đá, tinh thần của người Việt Nam. Hôm nay về đây, Minh Thiền gửi đến đại chúng một câu chuyện và mượn câu chuyện đó để làm đề tài cho ngày hôm nay. Câu chuyện đó là ăn mài cửa Phật. Có một ông lão làm thuê làm mướn cho một cái quán nọ. Cái quán đó là chuyên bán gạo. Hễ có ai mua gạo nhiều hay ít thì chủ quán sai ông là người vận chuyển. Ngày hôm đó có một người mua 4 bao gạo và
ông để bốn bao gạo lên trên chiếc xe đạp của mình để đẩy đi, di chuyển từ cửa hàng đến nhà người cần mua để giao cho người ta. Trời trưa nắng, ông mệt mỏi, bước những bước chân rất nặng nề cùng với chiếc xe đầy gạo của mình. Rồi đến một cái đoạn đường kia, ông thấy mình mệt lả vì đói, kiệt sức vì sáng giờ chỉ lo làm mà chưa có cái gì để lót vào trong bụng. Dừng xe lại nghỉ chân bên đường, ông ngồi xuống bên này đường, ông nhìn qua bên kia đường thấy một cái ngôi chùa. Mà trong cái ngôi chùa ấy có rất và rất nhiều những chiếc ô tô, rất nhiều những chiếc xe máy, người ta đang dự lễ ở chùa. Ông ngồi và nghĩ rằng, ồ, mình cả một đời nghèo nàn, chứ một lần bước chân đến chùa, vì từ sớm mở mắt mình đã đến cửa hàng để làm việc, rồi tới chiều tối mới về, có khi phải tăng ca làm tới nửa đêm. Chưa một lần mình bước chân đến ngôi chùa. Và những con người kia họ giàu có, họ đến chùa để họ cầu xin điều gì? Và ở chùa làm lễ là làm những cái lễ gì? Họ không biết. Ông không biết. Ông không biết họ ở trong đó làm gì, nhưng tại sao họ lại có thời gian để đến chùa? Ông một lần mơ ước được đến chùa, nhưng rồi bây giờ mình để chiếc xe gạo ở đây, làm sao mình đi vô chùa an tâm được? Đi vô chùa mình lại Phật mình cầu xin, đi ra mất cái xe gạo rồi sao? Trong lòng thì cũng đang lo lắng, thì bỗng nhiên có một chị Phật tử bên này đường bước qua và nói với ông lão là, nè ông đã đến chùa rồi thì con nghĩ ông nên vào trong chùa thắp một nén hương lễ Phật ba lễ để tạo phước lành cho chính mình. Ông lão nói, nhưng cô à, tôi còn chiếc xe gạo để đây, lòng không an. Mất xe gạo này thì tôi mất cả tháng lương ấy. Thì chị Phật tử mới nói, ông cứ an tâm, con giữ xe gạo cho ông. Ông cứ thảnh thơi vào chùa lễ Phật. Ông cảm ơn chị Phật tử, rồi ông bước đi vào chùa. Ông bước vào chùa chỉ mấy bước thôi, nhưng mà một quãng đường với muôn ngàn những suy nghĩ trong lòng. Họ giàu có, họ đến chùa, họ có vật để cúng, mình nghèo quá mình cúng cái gì đấy? Họ giàu có, họ đến chùa, họ có quyền cầu xin, mình nghèo nàn quá mình cầu xin cái gì đây? Và ông thấy rằng ở trong chùa có quá và quá nhiều người, họ ăn mặc rất thanh lịch, rất sang trọng, họ quỳ trước Phật, họ kính cẩn, họ răm răm khấn vái cái gì đó. Mình chưa một lần đến chùa, mình biết quỳ trước Phật khấn vái cái gì đây? Đang miên man suy nghĩ, đang do dự thì ông gặp một vị sư bước ra. Sư hỏi ông, cụ mới tới chùa à? Ông lão lập bập thưa, dạ thưa thầy, lần đầu tiên con đến chùa. Thầy mới nói rằng, sao ông lão không bước chân vào lễ Phật đi? Ông lão thưa rằng, dạ thưa, con vào đó cũng không biết cầu xin điều gì, mà không biết con cầu xin thì Đức Phật có ban cho con được hay không? Sư thầy mới nói, ông lão muốn xin điều gì? Ông lão nói, sư thầy nghe, để sư thầy quán chiếu coi Đức Phật có thể ban cho ông lão được hay không. Ông lão thưa, con muốn xin Đức Phật một điều, đó là xin Đức Phật hãy công bằng. Xin Đức Phật hãy công bằng. Sư thầy nói, Đức Phật không công bằng ở chỗ nào mà ông lão muốn Đức Phật công bằng? Ông thưa rằng, con làm vần vật cả ngày, nhưng thưa với thầy, cơm chỉ đủ ăn hai buổi mà thôi. Nhà cửa chẳng có cái gì đáng giá, chẳng có gì sang trọng cả. Vợ con của con, nó cũng làm lụng vất vả quanh năm suốt tháng. Ấy vậy mà nhà con không có của dư để dành. Như vậy thì Đức Phật không công bằng. Có những người họ sanh ra cũng là mang thân phận con người giữa cuộc đời, tại sao họ giàu có đến như vậy? Họ dư giả đến như vậy, họ có một đời sống thảnh thơi an nhàn như vậy. Còn con cũng là con người sanh ra, tại sao con lại nghèo nàn lam lũ? Sư thầy nói rằng, ồ, hóa ra thì lão không biết ấy thôi. Chứ tất cả những người đến chùa đây đều là những người ăn mài công đức của Đức Phật hết, là những người nghèo nàn hết. Ông lão hết hồn.
Ủa, tại sao sư thầy lại nói đó là những người nghèo nàn? Con thấy họ rất sang trọng kia mà. Họ có những chiếc ô tô đắt tiền. Họ ăn mặc trên người là những cái quần, cái áo. Họ mang đôi giày rất đắt tiền, là hàng hiệu cơ mà. Tại sao ông lão lại, sư thầy lại nói ông các người đó là những người nghèo nàn? Sư thầy nói, ông không tin thì ông hãy đến quỳ bên cạnh họ. Ông nghe những lời họ thổn thức thì biết họ là người giàu có hay là những người nghèo nàn. Nghe như vậy thì ông bước đến gần một người đàn ông trạc tuổi 50, ăn mặc rất là sang trọng. Ông lão quỳ khép nép một bên và chú ý lắng nghe những lời cầu nguyện. Lúc đó người đàn ông ngước mặt nhìn lên Đức Phật rất thành khẩn và nói rằng: Kính lạy Đức Phật, xin Ngài hãy thương giúp đỡ cho công ty của con đừng phá sản. Công ty của con đang đứng trước bờ vực thẳm, có hàng ngàn công nhân, hàng trăm gia đình sống nương tựa vào công ty này. Nếu công ty của con mà phá sản thì hàng trăm gia đình ấy sẽ rơi vào cảnh nghèo nàn túng thiếu. Xin Đức Phật đối thương, xin Đức Phật hãy dang rộng bàn tay từ ái của Ngài, hãy giúp đỡ cho công ty của con được vực dậy, đừng rớt vào hố thẳm, đừng có bị phá sản. Rồi ông lão lặng lẽ nhẹ nhàng đến bên cạnh cái cô đó khoảng 60 tuổi. Cô đó thúc thích khóc với Đức Phật rằng: Đức Phật ơi, xin Ngài hãy lấy căn bệnh ung thư quái ác ra khỏi cuộc đời của con. Con đã tiêu tốn quá nhiều tiền vì nó. Con không muốn chết, con còn muốn sống. Con còn muốn chăm sóc nuôi dạy những đứa con, những đứa cháu của con nữa. Nhưng căn bệnh quái ác, nó làm cho con mất nhiều thời gian, mất nhiều tiền bạc. Và con đã quá đau khổ vì nó. Nó hành hạ con nhiều tháng ngày rồi. Xin Đức Phật xót thương cho con. Ngài hãy lấy căn bệnh quái ác ra khỏi cuộc đời của con. Ông lão thấy ê chề, và ông lại bước đến gần một chàng thanh niên độ chừng 30 tuổi. Chàng thanh niên hướng lên Đức Phật và nói rằng: Phật ơi, con 30 tuổi rồi. Ba mẹ con thì cứ ép con lấy vợ. Con cũng muốn nhưng mà không có ai tới, không có ai chịu lấy con với một thân hình xấu xí đen đúa như thế này. Phật thương con, Phật ban tặng cho con một cô vợ để cho ba mẹ con khỏi phải ép con nữa, để cho hàng xóm, để cho những người bạn thân của con khỏi phải xem thường con nữa. Họ không còn chọc con là ế chổng ế chứ nữa. Rồi ông lão lặng lẽ đến bên cạnh cô gái. Cô gái nói rằng: Đức Phật ơi, xin Ngài hãy ban tặng cho con một đứa con. Con lấy chồng cũng đã được vài năm nhưng mà tìm mãi không ra một đứa con. Xin Phật thương xót cho con một đứa con, để về tuổi già con có người chăm sóc, có người giúp đỡ con, lo lắng cho con, quan tâm con, thương yêu con lúc con về già. Ông lão đứng lên đến cạnh một người khác và người đó nói rằng: Đức Phật ơi, xin Ngài hãy thương xót cứu vớt vong hồn của ba mẹ con. Ba mẹ con trong một tai nạn vừa rồi đã mất. Xin Đức Phật thương xót hãy giúp cho ba mẹ con được về cảnh cõi của Đức Phật, để không có đọa đày trong chốn đen tối. Ông lão đi từng người từng người, và ông thấy ai cũng cầu xin Đức Phật với những nỗi niềm rất là đau khổ, rất là thương tâm. Và cuối cùng ông đứng lên, ông đi ra bên ngoài thở một hơi thở thật dài và nói rằng: Ta không cần phải cầu nguyện điều gì nữa. Đời ta tuy nghèo, tuy khó khăn, nhưng ta có người vợ để quan tâm, để chăm sóc, để thương yêu. Ta có những đứa con ngoan hiền để dạy bảo nó. Cuộc sống này ta không nợ nần ai cả. Ta sống có vất vả bởi chén cơm manh áo, nhưng thân thể ta chưa có hề lâm vào cảnh đau bệnh để tiêu tốn tiền nhiều như người kia. Tài sản của ta chưa đứng trước bờ vực thẳm, và gia đình ta đang đầm ấm, đang có mặt cùng nhau đây. Như vậy thì ta không phải là người thiếu thốn, vì vậy ta cũng không cần phải cầu xin. Đồng ý không? Các vị ở đây, mình nhìn lại mình thấy mình có phải là người ăn mày của Phật không? Đúng không? Thưa thế này, đến cầu xin là việc của chúng ta, còn có ban cho hay không là quyền của Đức Phật. Nhưng xin thưa, cầu xin không phải là một cái sai, không phải là cái lỗi.
Và Minh Thiền chưa từng cấm Phật tử cầu xin. Các vị cứ cầu xin đi. Đôi khi trong lời cầu xin đó cũng là phương pháp, là cách thức để các vị giải tỏ tâm lý buồn khổ mình đang đeo mang. Có những thứ buồn khổ mình không biết nói cùng ai thì mình đến mình nói cùng với Đức Phật. Con khổ như vậy đó, con khổ như kia kìa, Đức Phật thương, Đức Phật giúp con. Lúc đó ta không cần biết Đức Phật có thương, có giúp hay không, nhưng lòng ta sẽ nhẹ gánh ưu phiền. Bởi vì những bất an, những lo toan, cái gánh nặng của tâm thức, ngay lời cầu xin ta nói ra nó cũng bốc hơi theo, nó cũng nhẹ nhàng, để ta có được chút nào đó bình an, có một chút nào đó được ổn hơn là lúc ta còn ôm ấp những nỗi niềm. Cho nên Phật tử khó điều gì thì cứ đến cầu xin. Và các vị nên nhớ rằng Đức Phật rất từ bi, Ngài sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Nếu như chúng ta có nhân duyên, chúng ta có phước báo, nhờ nhân duyên, nhờ phước báo đó, ta sẽ vượt thoát được những ưu phiền. Nhưng thưa với đại chúng, có một số điều trong cuộc sống nó xảy ra vốn dĩ theo quy luật của cuộc đời, ta không thể nào cầu xin Đức Phật và Đức Phật không thể giúp chúng ta được. Thí dụ mình đến mình xin Đức Phật cho con đừng già, làm sao Đức Phật cho mình đừng già được, đúng không ạ? Mình xin Đức Phật, mình xin Đức Phật cho con đừng bệnh. Thưa Phật, ngày xưa cũng già, Phật ngày xưa cũng bệnh, Đức Phật đâu thể nào cho chúng ta không bệnh được. Một người đã mất đi, ta đến cầu xin Đức Phật cho người đó sống lại, Đức Phật không thể làm được. Và trong cuộc sống, nếu như chúng ta không tạo được phước lành, chúng ta muốn hưởng phước lành thì đến xin Đức Phật cho con hưởng phước lành. Phước lành từ đâu có để mà chúng ta hưởng? Chúng ta sẽ xem xét để thấy rằng chúng ta là những người nghèo nàn như thế nào trong cuộc đời này. Để thấy những người nghèo nàn đang quỳ dưới chân Đức Phật để cầu xin kia, trong đó có chúng ta hay không. Cái chuyện than thân trách phận của một con người hầu như ai cũng có. Bất kỳ cuộc sống hoàn cảnh ra làm sao, nghèo nàn hay giàu có, thiếu thốn hay dư giả, chúng ta đều than thân trách phận. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy cái thực tại này chưa đủ, ta không bằng lòng, ta không hài lòng với những cái mà nó đang có ở đây. Ta ở một căn nhà lá, ta nghĩ rằng nếu như mình có tiền, mình xây một căn nhà ở trong một cái nhà tường được lợp tôn hay lợp ngói là quá đủ cho đời ta. Ta ở nhà lá, ta mơ ước như vậy. Nhưng rồi cái người ở nhà tường, cái người ở nhà ngói kia, họ lại mơ ước rằng cái nhà này quá nhỏ, ta mơ ước có một cái villa, có một cái biệt thự. Và rồi những người có villa, có cái biệt thự, đôi khi họ lại mơ ước rằng ước gì mình có một căn nhà lá, một căn nhà rất bình thường ở chốn thôn quê để hưởng đời sống yên bình. Cho nên trong cuộc sống ai cũng có khổ đau, ai cũng có vướng bận, ai cũng có ràng buộc. Vì vậy mà chúng ta luôn từ bỏ cái mình đang có để mơ mộng cái của người khác, cái của người kia, cái không đang là của chúng ta. Ta đi xe đạp, ta nghĩ rằng một ngày nào đó có tiền mua chiếc xe máy chạy là ngon lắm, hạnh phúc lắm, ấy vậy là đủ. Nhưng các vị hỏi thử người chạy xe máy họ đã đủ chưa? Họ không. Họ kêu ước gì có tiền mua chiếc mô tô chạy cho nó sang chảnh. Rồi người có mô tô lại ước là có những chiếc ô tô. Người có chiếc ô tô bèo bèo như thầy Minh Thiền lại mơ ước có chiếc ô tô ngon hơn, sang hơn. Lại người có chiếc ô tô sang hơn lại muốn có những chiếc siêu xe hơn. Vân vân, chúng ta luôn có mơ ước, luôn có tham vọng. Mà chính những cái đó làm chúng ta phải bất an, làm chúng ta phải đau khổ. Thế cho nên chúng ta mãi mãi nghèo từ trong lòng tham muốn của chính chúng ta. Ông lão kia than thân mình nghèo, làm lụng vất vả, nhưng rồi cơm chỉ đủ ăn ngày hai bữa thôi, nhà không có tài sản dư dả. Nhưng thưa các vị, đôi khi đó lại là hạnh phúc. Hạnh phúc bởi gia đình còn được đầm ấm, cha mẹ vợ con còn ngồi lại với nhau,
để thủ thủy, để quan tâm, để chăm sóc, để thương yêu. Có những gia đình rất giàu nhưng họ không giữ được hạnh phúc. Và rồi đôi khi đó lại là cái phước lành. Khi mình nghèo, mình thiếu thốn một chút, nhưng mình không có bị đau bệnh, không có những căn bệnh quái ác nó gửi gắm vào cuộc đời của mình. Mình không phải lo lắng về mất tiền của, mất tài sản, hoặc là đứng trước cái vực thẳm của phá sản, vân vân và vân vân. Chúng ta tìm hiểu để thấy rằng người đàn ông giàu có 50 tuổi kia ăn mặc sang trọng, đi ô tô đến chùa, quỳ trước Đức Phật, không phải để tạ ơn Đức Phật mà để cầu xin Đức Phật ban cho phước lành. Công ty con đang chuẩn bị phá sản, hàng ngàn người, hàng trăm gia đình sống nhờ vào công ty của con, và chính bản thân gia đình của ông cũng sống vào công ty của ông. Xin Đức Phật cho con quyền năng, cho con phép màu để vực dậy, làm cho kinh tế của công ty được phát triển mạnh lên, đừng để nó phá sản. Đó không phải là chuyện của người đàn ông trước Đức Phật, mà nó là chuyện hầu như là chuyện chung của nhiều và rất nhiều những doanh nghiệp, những người làm ăn bây giờ. Họ tới khi phá sản, họ mới sợ hãi, họ mới tìm đến cầu xin Đức Phật, hoặc là đứng trên bờ vực thì họ mới tìm tới cầu xin Đức Phật. Hoặc có khi công việc đang làm ăn nhưng họ lo sợ về ngày mai, họ cũng đến để cầu xin Đức Phật giữ cho sự nghiệp đang phát triển này nó cứ phát triển bền vững, phát triển mãi mãi. Như vậy thì thưa với đại chúng, người giàu, người có của ăn của để có khổ không? Khổ chứ. Cái nghĩ, cái khổ, cái lo của họ đôi khi còn nhiều hơn người nghèo chúng ta nữa. Nhiều hơn đấy. Họ lo lắng nhiều lắm. Rồi bà cô kia thì thế nào? Xin Đức Phật lấy cái căn bệnh quái ác ra khỏi cuộc đời của con. Đối diện với cái bệnh, sống cùng với cái bệnh đau khổ, nó hành hạ mình ngày tháng. Ăn không được, ngủ không được, mất quá nhiều tiền của, mất quá nhiều thời gian để chạy đầu này, chạy đầu kia, tìm cách chữa bệnh. Là vì chúng ta muốn sự sống này được kéo dài thêm, chúng ta chưa muốn từ giã cuộc đời này. Và cô đó rất chân tình nói rằng con còn muốn sống để nuôi dạy những đứa con, những đứa cháu. Như vậy sự sống đó là muốn sống cho bản thân mình và cũng muốn sống cho gia đình của mình. Đôi khi ẩn chứa trong đó là sự sợ chết cũng có. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mang thân phận này, cái già và cái bệnh là cái không, không tránh khỏi, không tránh khỏi. Xui rủi một ngày nào đó có một cái căn bệnh quái ác nó rơi trúng đời của ta, nếu như chúng ta chưa biết tu thì chúng ta sẽ rất đau khổ. Chúng ta rất đau khổ. Chúng ta nghĩ rằng cuộc đời còn quá đẹp, còn muôn thứ muôn điều để chúng ta làm. Ta muốn hưởng thụ ngày tháng còn lại của cuộc đời. Chúng ta muốn cái quỹ thời gian của mình thật dài. Nhưng rồi thưa với đại chúng rằng đâu phải ta muốn là được đâu. Căn bệnh nó cướp đi sự sống của chúng ta, và chúng ta đau khổ, chúng ta tiếc nuối để ra đi. Đó là nói những người chưa biết tu. Còn nếu là người Phật tử biết tu rồi, một ngày nào đó nhận bản án tử hình từ lời tuyên bố của bác sĩ: anh, chị, cô, chú, từ nay phải sống với căn bệnh quái ác này. Sự sống được tính bằng ngày, bằng tháng, chứ không còn tính năm nữa. Lúc đó chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm sao? Thứ nhất là chúng ta đừng quá đau khổ về cái bệnh, đừng quá lo lắng về nó. Thông thường những người bị bệnh ung thư á, có lúc tuổi thọ của họ kéo dài được 2 năm hay 3 năm, nhưng vì họ quá đau khổ, họ quá lo sợ, họ cứ ôm ấp cái sợ hãi đó trong lòng, thì vô tình họ làm cho cái độc tính của căn bệnh nó phát tán nhanh hơn. Nó tàn hại sức khỏe họ một cách rất là vội. Bác sĩ nói rằng có thể anh hoặc chị hoặc cô 3 năm nữa chết, nhưng về lo quá, khổ quá, đôi khi mới có 6 tháng, 1 năm chết mất. Vậy thì mình chết vì cái gì? Cái bệnh nó chưa giết mình, nhưng cái lo, cái sợ nó giết mình. Ăn không được, ngủ không được, làm sao sống lâu được?
Ta cứ than vãn rằng tại sao người khác không bệnh, người khác khỏe mạnh như thế mà ta lại nhận bản án tử hình. Không có. Các vị nên nhớ một điều, ai sanh ra cũng nhận bản án tử hình hết. Ngài thiền sư Alan Cha của Thái Lan một hôm cũng ngồi trên pháp tòa như thế này. Ngài đưa cái ly lên và nói với những người đệ tử rằng cái ly này nó có vết nứt. Những người đệ tử chạy lại xem coi vết nứt nó nằm ở đâu, cứ tìm cho thật kỹ nhưng không thấy vết nứt. Ngài đặt cái ly xuống và nói khi cái ly được làm ra thì nó đã ẩn chứa những vết nứt trong này rồi, nhưng nó chưa vỡ. Đến một ngày nào đó con người chúng ta vụng về lỡ tay rớt xuống thì những vết nứt nó hiện ra, cái ly sẽ vỡ đi. Cũng vậy, Ngài nói thân phận của chúng ta khi có mặt giữa trần gian nó đã có những vết nứt ẩn chứa sẵn trong này rồi. Một ngày nào đó những vết nứt đó hiện ra là chúng ta sẽ chết. Như vậy thì chúng ta đã nhận bản án tử hình khi mới cất tiếng khóc chào đời rồi. Và sống được 6-70 năm đó là một phúc lành quá lớn rồi. Vậy thì thưa với đại chúng rằng nếu như là người Phật tử, là người học Phật, nhận bản án tử hình đối diện với những căn bệnh, cần phải lạc quan yêu đời hơn để sống, phải sống vui hơn. Ta biết rằng ta chỉ còn 5 năm, 3 năm để sống thì ngày tháng đó phải sống vui hơn, sống có ý nghĩa hơn và tu tập tốt hơn. Đừng lo nghĩ, đừng đặt nặng về cái bệnh. Bệnh, bác sĩ cho thuốc vẫn uống, bác sĩ biểu đi khám vẫn đi khám, nhưng không vì cái bệnh mà đau khổ để rồi bất an. Đừng vì nó đau khổ bất an, các vị sẽ sống lâu hơn. Có rất nhiều người đã chứng minh được điều đó. Bác sĩ nói rằng anh chị chỉ sống được một năm nữa thôi, nhưng họ về họ không nghĩ đến cái bệnh, họ làm hết sức mình cho những việc ý nghĩa. Họ sống rất là vui, rất thảnh thơi. Họ đi thăm những người láng giềng vì họ nghĩ không còn được bao nhiêu ngày nữa, cho nên họ tận hưởng thời gian còn lại với niềm vui trong tâm hồn. Ấy vậy rồi chính niềm vui đó, chính sự lạc quan yêu đời đó, nó giúp họ vượt qua căn bệnh. Trong đây có một cái ung bú ác tính, nhưng nhờ niềm vui, nhờ sự thảnh thơi, nhờ sự không lo lắng trong lòng ta, tự nhiên nó chuyển thành lành tính. Vì chính bản thân của chúng ta đã lành tính thì căn bệnh trong người chúng ta cũng lành theo, họ vượt qua được. Và có nhiều, rất nhiều những người Phật tử chứng minh được điều đó. Vì vậy chúng ta không quá lo lắng.